Những tình huống cảnh giác kẻ gian ngán ngẩm thanh niên yêu màu hồng nhưng hành động khó hiểu. Mặc đồ và chạy xe màu hồng khá bắt mắt nhưng thanh niên sau lại có hành động không đẹp tí nào khi tự ý vô nhà dân mượn đồ không xin phép. Trích xuất camera nên nhà dân ở Bình Dương ghi lại. Thời điểm ban ngày có một thanh niên mặc áo hồng đi xe Vario màu hồng giống như dân đi đá gà chạy xe thẳng vô nhà dân. Người này quan sát rồi tự ý lấy sợi dây xích bỏ lên xe chạy đi mà không hề hỏi gia chủ. Điều bất ngờ hơn là khi người lạ vào, con chó giữ nhà vẫn tỏ thái độ khá thân thiện. Cảnh giác thủ đoạn mua hàng nhưng không trả tiền. Lấy lý do quên mang theo tiền, đối tượng đã lừa người bán hàng rồi rồ ga bỏ chạy. Câu chuyện sau nhằm khuyến cáo những người bán hàng cẩn trọng. Vụ việc sau xảy ra tại khu vực thành phố Thuận An, Bình Dương. Trong sự bức xúc, chị bán gà chia sẻ, thanh niên đi tay gà mặc áo trắng tới nói chị lựa con gà to nhất để mua mang về. Khi lựa xong, thanh niên lấy lý do quên mang theo tiền và nói nhà gần đây nên yêu cầu chị theo về để lấy tiền. Nào ngờ trong lúc đi được một đoạn, thanh niên này đã rồ ga bỏ chạy mất. Clip camera ghi lại cảnh thanh niên tới tìm chị để mà lựa mua gà. Nhìn vẻ bề ngoài như vậy nhưng hành động gây bức xúc. Các bạn đừng quên để lại bình luận ngay bên dưới video và nhấn vào nút đăng ký theo dõi kênh Sài Gòn TV để không bỏ lỡ những tin tức mới nhất xung quanh cuộc sống của chúng ta nhé. Gửi ngay tin nóng cho Sài Gòn TV qua hotline 0909 660 550 để có cơ hội gia tăng thu nhập nha.